Xin chào các bạn. Thời gian vừa rồi thì mình cũng có khá nhiều công việc cho nên là không có tìm sheet nhạc cho mọi người. Nhưng mà video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tự tìm một sheet nhạc bất kỳ. Mình nghĩ là như vậy cũng sẽ tối ưu được thời gian cho các bạn và thời gian của mình. Thì các bạn cũng không cần phải chờ đợi mình mà có thể tự chủ động tìm được một sheet nhạc các bạn yêu thích. Và bên cạnh đó thì mỗi một bài hát cũng có rất là nhiều phiên bản sheet khác nhau. Thì bạn cũng có thể tự lựa chọn được cho mình một phiên bản phù hợp với khả năng của bạn hiện tại hoặc là phiên bản nào mà bạn cảm thấy thích nhất. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để tìm sheet nhạc và sẽ đáp ứng được những tiêu chí đó là nhanh, không cần phải biết tiếng Hoa và miễn phí. Tuy nhiên là cũng có một số lưu ý mình muốn nhắc trước ở đây, đó chính là thứ nhất là sheet nhạc không tự nhiên mà có, tức là phải có ai đó biết sheet nhạc và công khai trên mạng thì mới tìm ra được. Do đó là một số bài mà các bạn tìm không thấy sheet nhạc đâu thì có thể sheet nhạc đó không có ai biết, hoặc là người biết họ muốn bán chứ họ không muốn công khai. Những trường hợp này thì bạn có thể liên hệ với người bán để mua, hoặc là nếu không có ai biết thì bạn có thể đặt hàng biết. Thêm nữa thì những sheet nhạc mà chúng ta tìm được công khai trên mạng cũng chưa chắc là tác giả họ muốn công khai. Cho nên là nếu chúng ta đã tìm được thì thôi cứ dùng. Nhưng mà nếu có quay video, quay clip hoặc là chia sẻ với ai khác thì chúng ta nên ghi tên của người cải biên, người đã viết sheet nhạc, hoặc là nguồn sheet này từ đâu ra. Tức là cũng để tôn trọng tác giả người đã viết cái sheet nhạc này. Và thứ hai là cũng giúp cho cái bản phối của họ được lan tỏa mạnh hơn nữa. Sẵn đây thì cũng có nhiều bạn hỏi cho nên là tiện dịp thì mình cũng thông báo luôn là bên mình đã ngưng nhận viết sheet nhạc theo yêu cầu. Bởi vì thứ nhất là mình cũng không có nhiều thời gian để viết sheet nhạc. Sheet nhạc thì có khi viết một ngày là xong, đó là sớm nhất. Còn không thì phải 2 ngày, 3 ngày mới xong được một sheet nhạc thì thời gian tiêu tốn của nó quá nhiều. Đó là lý do đầu tiên mà mình muốn ngừng lại cái công việc này. Thứ hai nữa thì mình có một cái sở thích, đó là viết những cái bài mà ai cũng biết và nó có giá trị trong mọi thời đại. Ví dụ như những tác phẩm cổ điển hoặc là bán cổ điển nè, hoặc là những tác phẩm nhạc nhẹ nhưng mà nó đã ra đời từ lâu và được rất là nhiều người biết. Thì mình thích viết những thể loại đó hơn là các loại như là nhạc trẻ, hoặc là bolero, hoặc là rap. Thì những thể loại đó mình đã viết rồi, nếu như các anh chị nào có làm việc với mình thì cũng có từng biết là mình đã viết qua. Do đó là cũng thông báo luôn, công việc viết sheet thì hiện tại bên mình sẽ ngưng hoàn toàn và có lẽ là sẽ chấm dứt luôn, không viết theo yêu cầu nữa. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để tìm một sheet nhạc bất kỳ ha. Mình sẽ lấy ví dụ với bài Âm thanh của tuyết rơi, và trong trường hợp là chúng ta cũng không biết tiếng Hoa luôn nha. Trước hết thì chúng ta sẽ vào YouTube để tìm tên tiếng Hoa của bài Âm thanh của tuyết rơi. Rồi sau khi mà gõ tìm kiếm thì chúng ta thấy ngay video đầu tiên đây. Sau tên tiếng Việt thì họ có ghi luôn là tên tiếng Hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ copy cái phần tên tiếng Hoa này ha. Các bạn copy cái phần tên bằng tiếng Hoa của bài hát. Sau đó thì chúng ta mở một trang mới của Google và chúng ta dán cái phần tên tiếng Hoa chúng ta vừa mới copy xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dán tiếp một cái cụm từ nữa. Đây là cụm từ các bạn đang thấy ở trên màn hình đây, là cổ tranh phổ, tức là sheet cổ tranh đó. Thì chúng ta cũng sẽ copy và dán cái phần cụm từ này vào phần tìm kiếm của chúng ta. Sau đó thì chúng ta chỉ cần enter. Rồi kết quả tìm kiếm sẽ hiện ra tất cả các sheet nhạc mà Google tìm được. Ở đây thì các bạn thấy đó, có rất là nhiều sheet nhạc luôn. Chúng ta có thể nhấp vào một sheet nhạc và vào trong đường link xem thử là có âm thanh đàn mẫu hay không. Có một số link thì sẽ có âm thanh, còn một số link thì chỉ có sheet nhạc thôi. Ví dụ như sheet này thì chỉ có sheet thôi chứ không có âm thanh đàn mẫu. Nhưng mà sheet này là của cô Chim Thiến đây, âm thanh tiết rơi của cô Chim Thiến. Một sheet khác thì ví dụ như sheet này chúng ta thấy là có sheet một tay, có sheet hai tay. Và hai tay thì cũng có rất là nhiều phiên bản khác nhau. Thì các bạn cứ lướt lên thì chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều sheet. Và chỉ cần lựa chọn sheet nào phù hợp với bạn thôi. Đó là cách đầu tiên, rất là đơn giản đúng không nào. Cách thứ hai thì
mình sẽ hướng dẫn các bạn vào một trang web chuyên dành cho cổ tranh. Thì mình tin là trang web này ai cũng biết rồi, cũng có rất là nhiều sách nhạc ở trong đó ha. Đó là cổ tranh.cn. Rồi chúng ta vào trang này. Chờ chút xíu cho trang web load. Cái này cũng không cần nhất thiết là phải đăng nhập, đăng ký tài khoản đâu bạn. Bạn chỉ cần là copy và dán cái tên của bài bạn cần tìm thôi ha. Bây giờ thì mình sẽ copy cái phần tên của bài âm thanh của tiết rơi. Copy lại phần tên. Sau đó mình vào trang web cổ tranh. Thì mục tìm kiếm thì sẽ nằm ở đây, ở góc này ha. Sau đó là bạn sổ cái dòng các mục cần tìm ra. Ở đây thì có khúc phổ. Chúng ta nhấp vào cái dòng số 4 này ha. Thì sau đó chúng ta copy rồi dán cái phần âm thanh của tuyết rơi bằng tiếng Hoa, bấm tìm kiếm. Thì ở đây có sheet thì trang sẽ hiện ra cho các bạn ha. Ví dụ ở đây chúng ta nhấp vào thì chúng ta thấy là có sheet nhạc đây và có luôn cả âm thanh nghe mẫu. Đây là sheet nhạc một tay. Thử ở đây thì chắc là sheet hai tay, thuần tranh đây là sheet hai tay. Đây là một bản phối khác và bản phối này thì mình không có thấy cái thanh nghe thử, nhưng mà bạn cũng có thể tập thử xem sao. Đó là sheet thứ hai ha. Bây giờ còn rất là nhiều sheet đây thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút này thì có sheet nào nó sẽ sổ ra cho chúng ta xem. Tuy nhiên là ở trang này có một số sheet nhạc là cần phải có phí, là các bạn phải đăng ký thành viên và có chuyển khoản tiền thì mới tải về được. Mình thử sheet này xem. Đây các bạn, đây là một sheet nhạc mà có tính phí. Do đó bạn phải là thành viên và phải có đóng tiền thì mới có thể tải sheet này được. Đó là cách thứ hai để các bạn tìm sheet nhạc. Và bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách thứ ba. Cách thứ ba này thì sheet nhạc cũng rất là đa dạng nha, và cũng không cần phải đăng ký thành viên hay là đăng nhập gì luôn các bạn. Đó là trang weber.com. Đây là một trong những trang gọi là mạng xã hội Facebook của Trung Quốc. Trên này thì cũng có rất là nhiều sheet nhạc được chia sẻ free. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm kiếm ha, copy hết toàn bộ cụm từ này lại. Và sau đó chúng ta dán vào tìm kiếm của Weber. Và bấm Enter. À thì sau đó thì những tài khoản nào có đăng tải sheet nhạc của bài này thì nó sẽ hiện ra. Ví dụ như là đây, một sheet nhạc. Dưới này thì có một video, ở dưới này cũng có một video hướng dẫn. Dưới này cũng có sheet nữa nè. Đây là ba trang web mà bạn có thể tìm được nhiều sheet nhạc nhất có thể và với rất nhiều phiên bản khác nhau. Hy vọng là với cách này thì bạn có thể tìm được những sheet nhạc mà bạn yêu thích. Video hôm nay thì sẽ tạm dừng lại tại đây. Hy vọng là video ngày hôm nay hữu ích với bạn. Và nếu bạn có yêu cầu gì về nội dung thì có thể comment bên dưới, mình và team của mình sẽ cố gắng sắp xếp để thực hiện nhé. Xin cảm ơn những thuận duyên đã mang video này đến với bạn và chúc cho tiếng đàn của bạn ngày càng hay hơn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.